Khuya ngày 6 tháng 4 năm 2022, Trực ban Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân cho biết phát hiện một thi thể người tại xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai lực lượng đến nơi người dân phát hiện để xác nhận nguồn tin. Tại hiện trường, lực lượng công an thấy một thi thể nghi là nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bị vùi sâu dưới lòng đất. Nhận thấy có dấu hiệu của một vụ án hình sự, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Công an xã Xuân Trường tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tử thi, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đề cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Rạng sáng ngày 7 tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường vụ án để phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ án được xác định thuộc vườn cà phê của gia đình ông Trần Quang Liêm, sinh năm 1969, ở tổ 3, thôn Trường Sơn 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Tại cái khu vườn góc với tây nam của vườn thì chúng tôi thấy một cái lỗ thì do động vật đào bới. Xung quanh thì có một số phần da và tóc của người. Chúng tôi đã tiến hành bóc tách từng lớp đất ở một cách cẩn thận. Chi tiết thì chúng tôi xác định được một cái hố sâu khoảng 0,7m, diện tích bề mặt dài 1,5, rộng 0,8m. Quá trình chúng tôi bóc tách thì chúng tôi phát hiện là tử thi nằm ở dưới đáy hố, được xếp đặt một cách gọn gàng. Trên người thì có quấn áo, quần. Trường nằm trên một triền đồi dốc, cách xa các khu vực nhà dân. Đây là vùng đất đỏ, thì quá trình mà chúng tôi đào đất cũng tương đối chặt. Chúng tôi phải tiến hành bóc tách từng lớp, tránh làm hư hỏng các dấu vết, các vật chứng có thể có ở dưới hố chôn. Để phục vụ công tác điều tra thì phải khẩn trương xác minh, làm rõ tung tích nạn nhân. Mặt khác thì do cái thời gian xảy ra lâu, tử thi đã bị phân hủy. Do vậy công tác khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi là hết sức quan trọng. Đây là vấn đề đặt ra để giúp cho chúng ta xác định cái nguyên nhân chết, cái phương thức thủ đoạn gây án và từ đó để định hướng điều tra, xác định đối tượng. Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được mở rộng nhằm tìm kiếm thu thập dấu vết liên quan đến vụ án, thì cán bộ điều tra của Công an thành phố Đà Lạt cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chia nhau lấy lời khai của người đầu tiên phát hiện vụ việc và chủ nhân vườn cà phê nơi tử thi được tìm thấy. Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với ông Liêm là chủ vườn, thì nơi phát hiện ra. Thực ra bản thân ông Liêm chỉ biết khi mà do là người dân xung quanh rồi phát hiện ra là có dấu vết là có tử thi được chôn trên đất vườn của ông thôi, chứ bản thân ông thì cũng không có biết thông tin gì về cái tử thi này. Quá trình mở rộng khám nghiệm hiện trường không tìm kiếm được dấu vết vật chứng nào mới, cũng như vậy kết quả ghi lời khai của những người biết được việc cũng không thể hiện thông tin nào liên quan đến danh tính của nạn nhân xấu số. Trong khi đó, kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ghi nhận nạn nhân là nữ giới đã ở vào giai đoạn phân hủy mạnh nên không còn khả năng nhận diện. Tuy nhiên, dựa vào một số đặc điểm sinh học và tuổi thọ của xương thì lực lượng pháp y nhận định nạn nhân khoảng từ 20 đến 40 tuổi. Phát hiện tại khu vực cái phần cổ bên phải của tử thi có một vết thương đứt da ngay cạnh vùng mang tai của tử thi. Quá trình khám ngoài phát hiện như thế, giải phẫu khám trong tử thi
thì quá trình khám cho thấy tử thi có một vết đứt ra từ trước ra sau. Nhận định tử thi là bị một vết đứt cổ từ trái sang phải làm cho đứt động mạch cảnh và đứt cổ họng dẫn đến nguyên nhân chết của nạn nhân. Vết thương này hình thành bởi một sắc nhọn, thì đó là con dao. Khả năng là loại dao thông thường dùng để gọt hoa quả mà hầu như nhà nào cũng có. Vết thương này thì hình thành ở vị trí rất hiểm yếu, gây tử vong rất nhanh, khiến cho việc cầu cứu cũng như kháng cự của nạn nhân gần như là không thể thực hiện được. Về thời gian tử vong, chúng tôi xác định là từ 3 đến 4 tháng tính tới thời điểm khám nghiệm. Trên cơ sở phân tích, nhận định của lực lượng kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm kiếm người mất tích là nữ giới, tập trung vào độ tuổi 20 đến 40, thời điểm mất tích từ tháng 12 năm 2021. Thông báo tìm kiếm được bắt đầu ở thôn Trường Xuân 2, sau đó được mở rộng ra toàn xã Xuân Trường và nhiều vùng lân cận. Tổng hợp phân tích các dữ liệu thu thập được cho tới thời điểm này, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì xác định danh tính nạn nhân là yếu tố tiên quyết định tới kết quả điều tra. Do vậy, cần phải tập trung cao độ vào nhiệm vụ này để công tác điều tra đạt hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, huy động mọi lực lượng phương tiện với quyết tâm làm sáng tỏ vụ án trong thời gian sớm nhất. Tôi nhận định là một người thì hoàn toàn có thể thực hiện được tất cả các bước từ đào bới, rồi xếp đặt nạn nhân cho tới việc lấp lại và xóa các dấu vết liên quan. Chúng ta thấy là cái quá trình đối tượng thực hiện thời gian tương đối lâu, cũng có sự bình tĩnh, có sự cẩn thận, đào rất sâu và chôn lấp rất kỹ. Yêu cầu anh lấp đi qua đi dũng, đấy là bị thái. Hung thủ của vụ án cũng được nhận định là người cóp gắn kết với địa bàn, không loại trừ khả năng là người địa phương vì hiện trường vụ án khá xa khu dân cư, địa hình đồi dốc, xe ô tô không vào được nên người ở xa khó có thể biết được vị trí này. Từ những nhận định trên, hàng chục tổ công tác với từng nhiệm vụ cụ thể đã tập trung tại xã Xuân Trường vì đây được xác định là điểm khởi đầu của vụ án mạng. Tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 có hộ khẩu tại xã Xuân Trường đều phải điểm danh, điểm diện. Người lao động đến địa phương làm thuê theo thời vụ mà ở trong độ tuổi này cũng được lập danh sách để rà soát xác minh. Số đối tượng nghiện ma túy, đối tượng từng có tiền án tiền sự về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm đều được rà soát xác minh. Một số đối tượng nổi lên trong diện này đều được triệu tập đến cơ quan công an để được khai báo về di biến động trong thời gian nửa năm lại đây. Song song với nhiệm vụ trên, thì nhiều tổ công tác cùng với đại diện chính quyền địa phương đi từng ngõ gõ từng nhà để nắm thông tin về công dân nữ mất tích. Số công dân nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 có hộ khẩu tại địa phương mà đang đi làm ăn tại nơi khác cũng được điểm danh, điểm diện, cũng được kiểm tra qua điện thoại có kết nối Internet. Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm lập tức được triển khai xuống từng thôn xóm, xã Xuân Trường và các vùng giáp danh. Tất cả các đường dây nóng của công an 12 phường và 4 xã thuộc thành phố Đà Lạt đều có cán bộ túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận tin báo của người dân. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là lãnh đạo các cái đơn vị nghiệp vụ thì toàn bộ lực lượng tham gia điều tra đã áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ cơ bản cũng như là chuyên sâu để với một cái quyết tâm cao nhất để nhanh chóng làm sáng tỏ cái vụ án. Sự nỗ lực quyết tâm chạy đua cùng thời gian của các thành viên ban chuyên án đã giúp lược bớt được số người đã được chứng minh không có liên quan đến vụ án, đồng thời khoanh vùng được một nhóm người có nhiều biểu hiện bất minh cần được xác minh điều tra sâu. Cụ thể là những ai? Qua sàng lọc trên địa bàn thì có nổi lên một cái thông tin về một bà mẹ có trình bày là có con gái mình cưới chồng
tại khu vực thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng. Thì 4-5 tháng nay thì không thấy về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ huy ban chuyên án đã chỉ đạo tập trung xác minh sâu về thông tin này. Theo đó, người mẹ sinh sống ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt nhanh chóng được cán bộ điều tra gặp trực tiếp để nắm thông tin. Người mẹ cho biết có con gái là Trần Thị Kim Trinh, sinh năm 1997, lấy chồng tại thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường. Nhưng năm tháng nay không về thăm gia đình mà chỉ nhắn tin qua điện thoại. Lực lượng kỹ thuật hình sự lập tức thu thập dấu vết sinh học của người phụ nữ nói trên nhằm trưng cầu giám định, nhằm so sánh, tìm mối liên quan với tử thi xấu số được phát hiện trước đó. Lúc này, một tổ điều tra khác cũng có mặt ở tổ 4 thôn Trường Xuân 2, nơi sinh sống của Trần Thị Kim Trinh và chồng. Quá trình tổng rà soát ở xã Xuân Trường trước đó, cơ quan điều tra cũng đến gia đình này nhưng không ai có ở nhà. Liên lạc vào số máy của người chồng là Đoàn Thanh Trí thì anh này cho biết hai vợ chồng đang đi làm ăn xa. Kiểm tra nhanh ngôi nhà thì cho thấy dấu hiệu của việc di chuyển đồ đạc và có dấu hiệu của việc lau chùi tại buồng ngủ gia đình. Chúng tôi phát hiện tại khu vực phòng ngủ, trên vách tường và nền nhà thì có những vết chất màu đỏ, thì có dạng phun. Qua nghiên cứu về đặc điểm bên ngoài, màu sắc rồi độ nhớt cho phép chúng tôi xác định đây là khả năng đây là máu rồi. Hình thành theo cơ chế là phun. Ngoài ra thì trên chiếc màn nệm và ra giường ở phòng ngủ thì cũng có một số dấu vết dạng vi vết có các đặc điểm của máu người. Theo thông tin từ mẹ của chị Trinh thì lần cuối cùng bà gặp con gái là ngày 10 tháng 12 năm 2021. Đến ngày 11 tháng 12 thì được tin con gái đi bán cà phê giữa thành phố Hồ Chí Minh nhưng không nói địa chỉ cụ thể. Từ đó đến nay, chị Trinh không về thăm gia đình, cũng không gọi hay nghe điện thoại. Thỉnh thoảng mẹ nhắn tin thì chị Trinh mới trả lời nhưng cũng rất kiệm lời với lý do chủ không cho phép nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trinh cũng không về nhà ăn Tết cùng gia đình. Chỉ có chồng Trinh là Đoàn Thanh Trí đưa hai con nhỏ sang chúc Tết ông bà ngoại. Hỏi lý do thì được trả lời là Trinh bận làm không thu xếp về được. Liên lạc vào số máy của vợ chồng Trinh Trí thì đều tắt máy. Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thì được thông báo thông tin từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến trước ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức trước thời điểm phát hiện tử thi tại thôn Trường Xuân 2, thì điện thoại của chị Trinh thi thoảng vẫn hoạt động quanh khu vực xã Xuân Trường. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin chị Trinh đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng không có thật. Hệ thống các tài liệu thu thập được cho tới lúc này, chỉ huy ban chuyên án nhận định Đoàn Thanh Trí, chồng của Trinh, sẽ là chìa khóa mở ra những lời giải về sự biến mất của người vợ. Bên cạnh đó cũng cần tập trung giản dựng, xác minh tất cả các mối quan hệ của vợ chồng Trinh Trí, đặc biệt tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật này. Trong cái quá trình xác minh nhanh thì lực lượng điều tra đã xác định là vào năm 2019 thì đối tượng là có một cái tiền sự về cái hành vi trộm cắp tài sản. Về cái mối quan hệ xã hội của đối tượng Trí thì cũng không có gì phức tạp và cũng không có mối quan hệ tình ái. Đối với vợ của Trí thì qua cái thông tin trinh sát thì chúng tôi xác định là vợ của Trí là có mối quan hệ tình ái với một người đàn ông ở phường 11 thành phố Đà Lạt.
Tổ điều tra gồm điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm, nhận nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất phải xác minh được Đoàn Thanh Trí đang ở đâu và đưa được anh ta về cơ quan công an để lấy lời khai. Ngay sau đó có thông tin Trí đang đi làm thuê ở khu vực giáp danh với tỉnh Khánh Hòa, nên tổ công tác đã tiến nhanh về hướng này. Tại Đà Lạt, cơ quan điều tra nhanh chóng xác nhận được với người đàn ông có quan hệ tình cảm với chị Trinh và triệu tập anh này tới làm việc. Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập làm việc thì người này trình bày là có quan hệ tình cảm, thừa nhận là có quan hệ tình cảm với chị Trinh. Bắt đầu từ khoảng thời gian là tháng 7 năm 2021, mặc dù là biết là chị Trinh đã có chồng và hai con, còn bản thân người đàn ông này thì cũng đang đợi quyết định ly hôn từ tòa. Việc ghi lời khai của người đàn ông này cũng được tiến hành cùng lúc với nhiệm vụ xác minh di biến động cũng như thời gian biểu của anh ta trong những tháng qua. Người đàn ông này cung cấp thêm là trong thời gian hai người có quan hệ tình cảm thì chị Trinh rất là hay than phiền về Đoàn Thanh Trí là chồng của Trinh, về việc là Trí không lo làm ăn rồi ăn chơi, không có chăm sóc con cái, và cũng chia sẻ với người đàn ông này là Trinh đang có ý định là muốn ly hôn với người chồng này. Lúc này, lực lượng kỹ thuật hình sự đã công bố kết quả trưng cầu giám định mẫu gen của mẹ chị Trần Thị Kim Trinh và mẫu gen của tử thi phát hiện tại tổ 3, thôn Trường Sơn 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. À, Trần Thị Kim Phượng có cùng kiểu gen với tử thi trong vụ án. Kết luận giám định cũng chỉ ra rằng bà Phượng có quan hệ huyết thống với tử thi phát hiện tại tổ 3, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường. Như vậy, có thể ta khẳng định được là nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Kim Trinh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tổ 4 thôn Xuân Trường 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Hệ thống lại toàn bộ các nhận định, đánh giá của cơ quan điều tra từ khi vụ việc được phát hiện cho tới thời điểm này là chính xác. Điều này giúp ban chuyên án đưa ra được hướng điều tra đúng, trúng, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian. Đây được xem là cú hích tinh thần lớn với tập thể ban chuyên án, xoa dịu căng thẳng, mệt mỏi của thành viên từ khi phát hiện vụ việc, đồng thời gia tăng quyết tâm của các chiến sĩ ở chặng điều tra tiếp theo của vụ án. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là chồng của nạn nhân hay bạn trai của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến cái chết của chị này. Đối chiếu với lời khai của cái người đàn ông mà có quan hệ tình ái với Trinh á, thì người này có nói rằng là trong khoảng thời gian là đến đầu tháng 12 năm 2021 là không còn liên lạc được với Trinh nữa, mà thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Trinh, Trinh vẫn trả lời qua số điện thoại Zalo của Trinh. Là Trinh có nói với người đàn ông này là đừng nhắn tin nữa, đi làm ăn xa rồi. Thì thực ra người đàn ông này nghĩ rằng là Trinh đã quay về với gia đình, không có muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với mình nữa, nên là người đàn ông này khai báo là bản thân cũng đã dừng lại và không liên hệ gì với Trinh. Cho đến khi mà nghe nói về cái sự việc này thì người đàn ông này mới biết là Trinh đã chết. Còn trong khoảng thời gian mất tích thì người đàn ông này khai báo rằng bản thân cũng không có liên lạc gì. Qua các cái biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật thì có cơ sở, có căn cứ ban đầu để xác định rằng khả năng là cái người này không có liên quan tới sự mất tích hay là về cái chết của chị Trinh này. Còn về phần Đoàn Thanh Trí, chồng của nạn nhân thì tung tích của anh ta vẫn là một ẩn số đang trong hành trình giải mã của các trinh sát công an tỉnh Lâm Đồng.
Sau nhiều đêm thức trắng, rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẹp, đồng không mông quạnh giữa thành phố Đà Lạt và thành phố Nha Trang, thì đến một ngày, các trinh sát cũng lần ra được dấu vết của đối tượng nghi vấn. Sau quá trình vận động đối tượng Trí là về để đầu thú và để hưởng cái chính sách khoan hồng của pháp luật, thì đối tượng Trí đã hợp tác và đã về cơ quan công an để đầu thú. Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, trước hàng loạt tài liệu, chứng cứ thể hiện sự bất minh của Trí trong một thời gian dài, kết hợp với những lời động viên của người đứng đầu công an tỉnh, Đoàn Thanh Trí đã cúi đầu thừa nhận anh ta là người đã gây ra cái chết của chị Trinh. Chị trình bày là mâu thuẫn giữa Trí và chị Trinh đã tìm bắn từ khoảng năm 27-28. Sau khi mà sinh ra đứa con thứ hai thì gia đình bắt đầu có khó khăn. Bản thân Trí thời điểm đó cũng không chịu làm ăn, cũng ăn chơi rồi cũng bài bạc. Nên là kinh tế gia đình gặp rất là nhiều khó khăn. Còn bản thân của nạn nhân thì đến giai đoạn sau thì nó cũng có những cái mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chí cũng biết về cái mối quan hệ này. Sau khi hoàn tất quá trình ghi cung, thì cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm điều tra để Đoàn Thanh Trí diễn tả lại toàn bộ hành vi phạm tội của anh ta nhằm mục đích chứng thực lời khai của bị can, đồng thời xác định có hay không vai trò đồng phạm giúp sức không tố giác tội phạm của người thân Đoàn Thanh Trí. Quá trình thực nghiệm cho thấy, Trí thực hiện các thao tác chính xác phù hợp với các dấu vết tại hiện trường, đặc biệt phù hợp với các thương tích để lại trên tử thi. Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và ghen tuông tình ái, nên Đoàn Thanh Trí đã dùng dao sát hại vợ mình vào rạng sáng 11 tháng 12 năm 2021 tại phòng ngủ của gia đình. Sau đó, y đưa thi thể của chị Trinh tới vườn cà phê ở tổ 3 thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt để chôn giấu. Sau khi chôn xác nạn nhân xong, Trí mang hung khí và một số vật dụng dính máu nạn nhân đem đi tiêu hủy tại chợ Cầu Đất, Nghĩa Trang, xã Xuân Đường. Toàn bộ quá trình gây án, Trí thực hiện một mình hoặc không có ai giúp sức hay biết việc làm của Trí. Bắt đầu vụ án với một tử thi không rõ danh tính, song bằng tinh thần trách nhiệm, lòng quyết tâm kết hợp với sự tinh thông nghiệp vụ của các thành viên ban chuyên án đã không chỉ làm rõ danh tính của nạn nhân mà còn tìm ra được hung thủ thực sự của vụ án, chứng minh được động cơ gây án và cả những nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội. Thành công của vụ án đóng góp vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác đấu tranh với tội phạm đặc biệt nguy hiểm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hai mươi giờ ngày 23 tháng 9 năm 2015, trực ban công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là một công dân sinh sống tại Hồ Chí Minh cho biết có em gái tên Đặng Thị Yến đi chơi tại huyện Di Linh, đến nay chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Sau khi nhận tin báo thì tôi cũng có hướng dẫn cho người nhà là liên hệ với người thân để tìm cô Yến này. Thì sau khi nhận thông tin này thì chúng tôi cũng khai thác thông tin của một gia đình cô Yến để cung cấp. Thì trên cung cấp trên ảnh thì coi như là công an huyện đã cử các cái tổ để tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân.
Thông tin trên được báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Di Linh trong cuộc họp giao ban sáng ngày hôm sau. Ngay sau đó, Công an huyện đã tổ chức rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú tại thị trấn Di Linh để tìm kiếm thông tin về công dân Đặng Thị Yến sinh năm 1991, thường trú tại huyện Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Dựa vào đặc điểm nhận dạng do gia đình người mất tích cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát đi một thông báo tìm kiếm trên toàn huyện Di Linh. Do địa bàn huyện Di Linh là địa bàn vùng núi, địa bàn rộng nên là địa bàn dân cư đã thưa thớt. Do đó cái việc phát động của chúng tôi bốn người lạ mà lên địa phương mà cái thời gian ngắn thì là cái việc cung cấp của nhân dân là rất là hạn chế. Không chỉ có vậy, những thông tin mà gia đình người mất tích cung cấp cho cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh cũng vô cùng hạn chế. Cụ thể, người nhà Yến cho hay chỉ biết cô đi chơi tại Di Linh, còn có đi cùng ai hay không thì không rõ. Địa điểm lưu trú và những mối quan hệ của Yến tại Di Linh, gia đình đều không nắm được. Thông tin duy nhất mà gia đình chắc chắn, đó là trưa ngày 23 tháng 9, Yến có điện thoại về gia đình cho biết đang đi chơi tại Di Linh, Lâm Đồng. Những manh mối hết sức mờ nhạt khiến cho việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù đã hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày tiếp nhận tin báo từ gia đình người mất tích. Trong lúc công tác xác minh tìm kiếm người mất tích vẫn được tiến hành tại huyện Di Linh, thì ngày 4 tháng 10 năm 2015, Công an huyện Di Linh lại tiếp tục nhận được điện thoại của một người dân sinh sống tại tổ 13, thị trấn Di Linh về một xác chết trong rừng cà phê. Qua kiểm tra mà tìm làm cái công tác bảo vệ và bảo vệ hiện trường ban đầu thì xác định là cái xác này được treo bằng dây dù trên cây cà phê. Và cái xác này đang trong cái thời kỳ phân hủy rất là nặng, mà qua cái kiểm tra sơ bộ xác định là cái xác này phân hủy trong tầm khoảng độ một tuần cho đến 10 ngày, thì toàn bộ cái tóc là nó đã trơ hết, trơ cái phần tóc, mặt thì coi như là đã bị ký sinh trùng là ăn và coi như biến dạng toàn bộ. Ban đầu đã nhận xác định thì khi có cái hiện tượng treo cổ như vậy thì cũng cái dấu vết bất thường thì đã báo cáo cho phòng PC45 kết hợp với phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiến hành các cái biện pháp khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi tiếp nhận được cái thông tin từ Công an huyện Di Linh thông báo về một cái xác chết là nữ mà không rõ nguyên nhân ở trong một cái vườn cà phê thuộc cái thị trấn của Di Linh. Thế thì với cái chức năng của đơn vị là điều tra làm rõ những cái vụ trọng án, những cái vụ án có tính chất đặc biệt
nghiêm trọng. Do đó thì ngay sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra để mà triển khai lực lượng, đã chỉ đạo cho lực lượng điều tra viên trinh sát là kết hợp với khoa học hình sự xuống ngay hiện trường. Hiện trường nơi người dân phát hiện tử thi là vườn cà phê thuộc tổ 13 đường Ngô Quyền, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Hiện trường đã bị xáo trộn, một phần do thời tiết mưa kéo dài. Dưới một gốc cà phê, phát hiện một tử thi là nữ giới, đang trong giai đoạn phân hủy. Cổ tử thi quấn hai vòng dây dù màu xanh. Dây dù bắt chéo chiếc cổ hướng từ trước ra sau hai mang tai. Hai đầu dây dù quấn nhiều vòng quanh cần cà phê. Xung quanh tử thi, lực lượng khám nghiệm thu giữ được hai chiếc dép tông sỏ ngón, một túi sách bên trong chứa khẩu trang, tai nghe, điện thoại và mỹ phẩm. Tử thi nữ giới, độ tuổi tầm khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Qua quá trình khám nghiệm thì chúng tôi đã phát hiện được là tử thi chết do nghẹt đường hô hấp. Trong khi lực lượng khám nghiệm vẫn đang tiếp tục công việc thu lượm các dấu vết tại hiện trường cũng như đánh giá về các tổn thương trên thi thể nạn nhân để đưa ra kết luận cuối cùng, thì lúc này một lượng lớn các điều tra viên, trinh sát viên tiếp cận nhân chứng và những hộ dân sinh sống gần khu vực hiện trường để thu thập thông tin về danh tính người xấu số. Song song với đó, lực lượng điều tra cũng phát đi thông cáo nhằm xác định có hay không công dân của địa phương mất tích trước thời gian tử thi được phát hiện. Tử thi được treo trong tư thế là ngồi, nửa thân trước thì là cao so với lại hai chân, thì hai tay thì duỗi theo thân người. Nên là qua quá trình khám nghiệm thì cũng phát hiện được một số cái dấu vết trên cổ nạn nhân, một số cái dấu vết hằn, thì xác định được nạn nhân là chết trước khi bị treo lên cây cà phê. Căn cứ vào cái tư thế tử thi bị treo, thế thì tử thi bị treo mà trong khi đó hai đầu gối và cả chân còn đang chạm đất, nó không có hỏng lên, thì cái việc mà có dẫn đến cái việc ngạt khí thở để mà dẫn đến việc mà chết không, đó là cái nhất. Cái thứ hai đó là cái tư thế của cái nút thắt trên cái cành cây cà phê đó, đấy, cái chịu lực, nếu mà một tử thi mà cố tình chết để mà ấy xuống thì cái lực của cây cà phê có chịu nổi cái trọng lượng của cơ thể đó hay không. Đặc biệt là cái vết mà tử thi bao giờ chết thì cuối cùng cái trước khi chết thì phải có cái sự giãy đạp, đúng không ạ? Thế ở ngay dưới chân thì không có sự giãy đạp. Đấy thì rõ ràng là chị này phải chết rồi mới bị treo lên. Hung thủ phải là quen thuộc với cái địa bàn mới đưa được nạn nhân được vào ở khu vực này. Phải là thứ nhất là hung thủ địa bàn, thứ hai nữa là phải quen được người quen thân với nạn nhân. Cái hiện trường đó nó rất là xa cái đường lộ, thì không thể nào mà đối tượng ví dụ chẳng hạn như là giết người cướp tài sản thì có thể là gần đó để mà đưa vào, còn đây là phải có một cái thời gian để điều nạn nhân đi vào, thì rõ ràng phải có mối quan hệ với hiện trường. Đối tượng chọn cái nơi đó để gây án có nghĩa là có một mối quan hệ nhất định với hiện trường đó, nó là rất là yên tâm để ra tay này, rồi là dễ quan sát này, rồi là có thể chống chế được những người xung quanh để mà hợp pháp hóa cái việc xuất hiện của đối tượng với hiện trường. Nhận định của lực lượng khám nghiệm hiện trường và pháp y góp phần giúp cơ quan điều tra tiếp cận vụ án theo hướng một vụ án giết người và bước đầu có những phác thảo về chân dung đối tượng gây án. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải nhanh chóng xác định được tên tuổi, địa chỉ của người xấu số. Giải mã được ẩn số này mới có thể lần ra những dấu vết hung thủ. Bước đầu là chúng tôi là đã
lấy dấu vân tay của nạn nhân rất là khó khăn, vì bởi vì quá thời gian nó đã phân hủy thì rất là khó khăn, chúng tôi phải lột cả báo da về tại nhà cơ quan rồi mới xử lý rồi mới xác định cái đó. Thứ nhất, thứ hai nữa là lấy để xác mẫu giám định ADN để xác định nhân thân. Trong khi lực lượng giám định đang tra cứu dấu vân tay của nạn nhân từ tàng thư căn cước công dân và gửi mẫu vật lên Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an nhằm xác định danh tính nạn nhân, thì biện pháp điều tra cơ bản cho tới lúc này chưa thu được kết quả khả quan. Cụ thể, chính quyền tổ 13 thị trấn Di Linh cho biết không phát hiện công dân thuộc địa bàn mất tích. Cũng như vậy, các tổ khác thuộc thị trấn Di Linh và một số vùng lân cận cũng có cùng kết quả. Nhân chứng và những hộ dân sinh sống gần hiện trường cho biết không gặp ai lạ mặt trước ngày phát hiện tử thi. Khi mà chúng tôi tiếp cận cái hiện trường của tử thi thì không xác định được cái nhân thân, cái tung tích của cái tử thi đó là ai. Cái đó rất là khó. Bởi vì nếu ta xác định được ngay cái tung tích của nạn nhân ấy, thì chúng ta sẽ biết được mối quan hệ. Rồi là cái việc mà sử dụng thời gian trong cái thời gian, có thể nói mình khoanh vùng cái thời gian án xảy ra. Nhưng mà khi tiếp cận cái hiện trường tử thi này thì chúng tôi không xác định được nhân thân, có nghĩa là tung tích của nạn nhân là ai, ở đâu, làm gì. Nó rất là khó. Cái thứ hai nữa, một cái vụ án này thì không có nhân chứng, không người biết việc, không có ai có được một cái thông tin gì liên quan đến cái hiện trường và tử thi này. Cho tới khi có kết quả giám định dấu vân tay của nạn nhân, thì vụ án cho tới lúc này vẫn chưa có tín hiệu nào khả quan. Giữa bộn bề khó khăn, Công an huyện Di Linh đã liên hệ vụ án đang điều tra với vụ việc một công dân của thành phố Hồ Chí Minh được cho là mất tích tại Di Linh. Liệu có một mối liên hệ nào giữa người mất tích là Đặng Thị Yến với nạn nhân xấu số được phát hiện tại rừng cà phê thuộc tổ 13 thị trấn Di Linh? Trên cơ sở phân tích hệ thống thông tin, đặc biệt là nguồn thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh báo về cho biết, trong thời gian xảy ra vụ án giết người tại Di Linh thì Đặng Thị Yến vẫn chưa trở về nhà và gia đình không có thêm tin tức gì về cô. Cơ quan điều tra đi tới quyết định mời gia đình Đặng Thị Yến xuống Di Linh để làm sáng tỏ một số nghi vấn. Quan sát kỹ lưỡng một số tang vật thu được tại nơi phát hiện tử thi, người nhà Đặng Thị Yến cho biết những tài sản trên đúng là của Yến. Tuy nhiên, khi nhận dạng thân nhân qua ảnh thì họ không chắc đó là Yến vì hình hài đã quá biến dạng. Lực lượng kỹ thuật hình sự ngay sau đó đã thu mẫu vật từ người thân của Đặng Thị Yến để tiến hành trưng cầu giám định nhằm xác định huyết thống với nạn nhân chưa rõ danh tính tử vong ở rừng cà phê. Với cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, người nhà Đặng Thị Yến cho biết khi rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, Yến có mang theo một xe Honda và một điện thoại. Tuy nhiên, trong suốt quá trình mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng không phát hiện thấy xe máy cũng như điện thoại. Dù vậy, những thông tin từ gia đình Đặng Thị Yến cũng gợi mở ra nhiều hướng điều tra mới. Một cuộc tổng rà soát của các cửa hàng bán xe máy điện thoại cũ tại thị trấn Di Linh và các vùng lân cận đã được lực lượng điều tra tiến hành ngay lập tức.
song song với đó, cơ quan điều tra còn tiến hành kiểm tra hành chính nhằm mục đích phát hiện tài sản bất minh. Những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương trước và trong thời điểm người dân phát hiện tử thi cũng được các điều tra viên tiếp cận để tìm hiểu thời gian biểu. Đặc biệt, một số đối tượng cộng cán, đối tượng mới tha tù thuộc diện quản lý của Công an huyện Di Linh cũng lần lượt được triệu tập lấy lời khai. Trong khi việc giám định gen cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng, thì lần này ở thị trấn Di Linh, đặc biệt là xung quanh khu vực phát hiện tử thi, người dân bắt đầu hoang mang, lo sợ và có đôi chút hoài nghi về khả năng thành công của vụ án. Sự lo lắng của người dân là điều dễ hiểu, vì trước giờ địa phương rất hiếm khi xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, tính tới thời điểm này, cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp từ cơ bản đến chuyên sâu. Những phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng đã được áp dụng nhằm mục đích tìm ra chân tướng của sự việc. Nhưng kết quả thu được thì còn rất hạn hẹp. Khi một vụ án mạng xảy ra, mà nhất là những vụ giết người có tính chất dã man rùng rợn như vậy, thì ít nhiều là có tác động ảnh hưởng đến tâm lý của quần chúng nhân dân. Cái việc mà cơ quan điều tra phải nhanh chóng tiến hành xác minh, tổ chức các biện pháp điều tra để bắt được hung thủ, để trấn an được dư luận nhân dân là việc của lực lượng công an. Giữa lúc áp lực đang bổ vây ban chuyên án, thì lực lượng kỹ thuật hình sự đã công bố kết quả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo đó, kiểu gen của nạn nhân tử vong tại rừng cà phê trùng với kiểu gen của người thân Đặng Thị Yến. Qua quá trình thu lượm dấu vết để của nạn nhân tại hiện trường thì chúng tôi đã đánh giá được, thứ nhất là về cái vật dụng của người nạn nhân, thứ hai là dấu vết vân tay, thứ ba nữa là giám định ADN thì xác định được đây là cô Yến. Như vậy, nạn nhân tử vong trong rừng cà phê được nhân dân phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 2015 chính là công dân Đặng Thị Yến sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là sau nhiều giờ kiên trì nỗ lực, cùng với sự giúp sức của khoa học kỹ thuật, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã cởi được nút thắt đầu tiên của vụ án bằng việc xác định được danh tính của cô gái xấu số. Tuy nhiên, công tác điều tra vẫn chưa dừng lại. Hàng loạt các câu hỏi như lý do Yến xuất hiện tại thị trấn Di Linh, cô đi một mình hay đi cùng ai, nạn nhân đã tiếp xúc với ai trong thời gian lưu trú tại Di Linh, nguyên nhân, động cơ dẫn đến cái chết thảm hại của cô gái trẻ, và quan trọng nhất là kẻ nào đã sát hại Yến. Những câu hỏi trên sẽ có lời giải đáp trong phần tiếp theo của chương trình. Sau khi danh tính của nạn nhân đã được sáng tỏ, cơ quan điều tra lập tức cử những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm tiếp cận nơi Đặng Thị Yến từng sinh sống, làm việc để xác minh nhân thân và các mối quan hệ của Yến, cũng như thời gian biểu của cô trước ngày xảy ra án mạng. Các điều tra viên nhanh chóng có trong tay kết quả xác minh. Theo đó, Đặng Thị Yến sinh năm 1990, là con thứ trong một gia đình ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp một trường đào tạo về sư phạm, Yến được nhận vào làm giáo viên dạy môn vật lý tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình và nơi Yến công tác nhận xét cô sống giản dị, hiền lành, không ưa quảng giao. Trong công việc, cô rất chu đáo, nhiệt tình với học trò. Trước ngày 23 tháng 9, Yến vẫn đều đặn lên lớp và không có biểu hiện khác thường. Sau đó nhà trường biết tin Yến mất tích qua gia đình và kể từ đó cô không đến trường. Nếu như việc nhanh chóng thu thập được thông tin về nạn nhân là một điểm cộng, thì ngược lại, lý lịch khá an toàn của Yến lại là điều bất lợi đối với công tác điều tra.
Thêm nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi đối với những người làm án, vì manh mối cứ mở ra rồi nhanh chóng khép lại, khiến cho quá trình điều tra kéo dài. Câu hỏi đặt ra lúc này là cuộc sống của nạn nhân đang êm đềm như vậy thì hà cớ gì cô lại xuất hiện ở Di Linh và bị sát hại dã man như vậy? Phải chăng còn những uẩn khúc sâu xa nào đó trong cuộc sống của Yến mà cơ quan điều tra chưa thể chạm tới? Từ những băn khoăn này, chỉ huy lực lượng điều tra quyết định mở rộng việc thu thập thông tin liên quan đến nạn nhân. Và đối tượng hướng đến là đồng nghiệp và học trò của Yến. Việc với nhà trường với lại các cái bạn bè liên quan thì nổi lên là chị Yến là có quan hệ tình cảm với Hà Gia Viễn. Thì Hà Gia Viễn hiện tại đang học, thời điểm đó đang học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Hà Gia Viễn là người như thế nào? Đến từ đâu? Và trong những ngày xảy ra án mạng, người này ở đâu? Làm gì? Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh cho biết Hà Gia Viễn sinh năm 1994, quê quán là Di Linh. Năm 2014 bắt đầu học tập tại trường, nhưng đến khoảng giữa năm 2015 thì thôi học. Về nhân thân của đối tượng Hà Gia Viễn này, thì năm 2012, đối tượng Hà Gia Viễn đã cùng với một số đối tượng đã có hành vi cướp và trộm cắp tài sản. Khi đó là Hà Gia Viễn đang học lớp 9, đã cùng bạn bè là dùng thuốc mê để đánh ông nội, để cho ông nội uống, và đã vác đi là hơn 4 bao cà phê để bán và lấy tiền nhau chia xài. Thì đối tượng Hà Gia Viễn này mới ra trại là tháng 8 năm 2015 và được gia đình là đưa xuống trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh để học bổ túc lớp 10, 11, 12. Tổ điều tra ở Di Linh cho biết hiện Viễn không có mặt tại địa phương và từ khi xuống thành phố học, anh ta rất ít khi về nhà. Người thân của Viễn khai với cơ quan điều tra rằng nhiều ngày nay Viễn không về nhà mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Sau khi mà mình đã xác định được là Viễn là rất có nhiều khả năng liên quan vụ án này, thì Viễn thì lại là bố mẹ bỏ nhau, ở với ông bà nội, không ai quản lý. Thậm chí mẹ con của Viễn thì cũng cả năm trời chưa gặp nhau. Chủ yếu là liên lạc thông qua bà nội. Tại vì là sau khi bố mẹ bỏ nhau thì Viễn ở với bà nội. Thì bà nội cũng chỉ có liên lạc qua điện thoại, cũng chỉ là biết là Viễn đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà từ khi Viễn xuống thành phố Hồ Chí Minh, ở cụ thể ở cái địa chỉ nào, quan hệ với ai, như thế nào, thì mình cũng phải bắt đầu lần mò từ con số 0. Chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an các quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, thì chúng tôi đã rà soát khu vực mà đối tượng thường trước ở trọ nhà bà dì tại quận phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã phối hợp với công an, với lại công an quận Hiệp Bình Chánh, công an ấy, thì xác định là khi mà thực hiện hành vi phạm tội xong thì Hà Gia Viễn không về ở trọ theo cái địa chỉ cũ. Sau đó thì đối tượng di chuyển theo nhiều cái địa bàn khác nhau mà gia đình không nắm được. Nhận định lần ra được manh mối của Hà Gia Viễn sẽ giúp tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất của vụ án, nên chỉ huy lực lượng điều tra quyết định điều động thêm cán bộ, đẩy mạnh công tác rà soát, xác minh hành tung của Hà Gia Viễn ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Quyết tâm là vậy, nhưng quả thực tìm kiếm một cá nhân giữa một thành phố hơn 8 triệu dân quả là không hề dễ dàng chút nào đối với cơ quan điều tra. Đúng lúc này thì một mũi trinh sát ở Di Linh báo về một thông tin khá quan trọng.
tiến hành cái biện pháp chỉ xác minh tại các cái nhà nghỉ thì phát hiện tại nhà nghỉ Di Linh là có đối tượng Hà Gia Viễn đăng ký nghỉ vào ngày chính xác là như ngày 24 là 224 là đăng ký là cũng tương đối lâu, là đăng ký từ ngày 14 tháng 9 cơ. Ngày 14 tháng 9 trước khi vụ án xảy ra và sau đó là nó bỏ đi. Để đến sau đó tôi nhớ là sau đó tiếp tục là nó xuống Sài Gòn tiếp. Theo sau này mà kết quả điều tra thì xác định là nó xuống Sài Gòn tiếp, thì khi đó là xác định là hiện tại ở nhà nghỉ Di Linh là còn một cái ba lô trong đó có hành tư trang, và xác định là người đăng ký là tên là Hà Gia Viễn. Tài liệu này chứng tỏ trước và trong thời gian nạn nhân Yến mất tích, Hà Gia Viễn có mặt tại Di Linh. Niềm tin của cơ quan điều tra về việc Hà Gia Viễn có liên quan đến vụ án được củng cố, và quyết tâm tìm ra người thanh niên này để làm sáng tỏ vụ việc đã được nhân lên. Bắt những đối tượng chính, đối tượng cầm đầu. Xác định cái con người đó thì đầu tiên phải xác định cái nơi mà con người đó đã từng đăng ký tạm trú tạm vắng với cái cơ quan hoặc với cái nhà trường. Thì sau đó thì chúng tôi cũng từ cái nơi tạm trú tạm vắng đó thì chúng tôi lần tiếp theo cái mối quan hệ của đối tượng thì thời gian gần đây nhất thì đối tượng quan hệ với ai, làm gì, và đặc biệt quan tâm đến những cái mối quan hệ là đồng hương, là cùng lớp học. Thế thì sau đó thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh và gặp rất nhiều khó khăn. Có nghĩa là sau khi gây án thì Viễn không về cái nơi mà tạm trú. Thế nhưng bằng cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã yêu cầu cái một số cục nghiệp vụ của bộ, có nghĩa là hỗ trợ cho cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng trong quá trình xác minh truy bắt. Trải qua một quá trình rà soát thận trọng, tỉ mỉ, hàng trăm người quen biết Hà Gia Viễn, cuối cùng cơ quan điều tra đã dồn sự tập trung vào một mối quan hệ đồng môn của đối tượng. Người bạn học với đối tượng bước đầu khai nhận có nghe nói về nơi Viễn đang trú ngụ. Anh ta cũng cho biết thời gian gần đây Hà Gia Viễn thường xuyên gặp ảo giác do sử dụng ma túy đá. Xác định đây là đối tượng giết người, cướp tài sản thì chúng tôi xác định là đối tượng này sử dụng ma túy đá thì có thể rất liều lĩnh. Nên là trước khi mà triển khai cái biện pháp mà bắt thì chúng tôi tính toán các phương án rất là kỹ. Một là hóa trang, hai là các biện pháp khác, rồi sử dụng các cái yếu tố cùng một lúc thời điểm mà để mà ập vào những cái khu vực bắt, làm sao nó cái phương án là nó tối ưu nhất, thì tránh trường hợp mà để xảy ra đáng tiếc. Sử dụng đồng loạt các biện pháp từ công khai đến bí mật, cuối cùng cơ quan điều tra đã khoanh vùng được địa điểm nghi đối tượng ẩn náu. Kế hoạch bắt giữ được lên phương án cẩn trọng tới từng cm. Đối tượng nghi vấn số 1 của vụ án ngay sau khi bị bắt đã được di lý về công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng này là quanh co chối tội, khai báo chúng tôi là đúng, thừa nhận là có quan hệ với cô Yến này. Nhưng mà đối tượng trong thời gian mà đối tượng gặp quen với cô Yến này dưới Sài Gòn á, thì đối tượng này có đưa cô Yến về dưới Di Linh chơi. Nhưng sau đó đối tượng khai báo là đã đưa cô Yến ra số xe về lại Sài Gòn. Cái khó khăn lớn nhất trong để điều tra vụ án này là thực tế là tài liệu và nhân chứng trực tiếp để nhìn thấy hành vi mà Hà Gia Viễn giết chị Đặng Yến thì không có, mà toàn bộ phải thể hiện là quá trình thu thập tài liệu chứng cứ nó phải phù hợp với những tài
những quá trình thu hồi cái tài sản phù hợp với những cái gì mà chị Yến mang theo, thì đây là một vấn đề rất là khó khăn. Tại vì khi mà phải thu được những tài sản như điện thoại, xe máy thì đối tượng Hà Giáo Viễn mới thừa nhận cái hành vi là giết chị Đặng Thiến của mình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra tiếp tục cho gọi hỏi người bạn học của đối tượng để xác thực thời gian biểu của Hà Giáo Viễn sau ngày 23 tháng 9. Được vận động thuyết phục, cuối cùng người này có khai thêm một chi tiết, đó là cuối tháng 9 năm 2015, Viễn có nhờ anh ta bán giúp một chiếc xe máy cũ được 4 triệu đồng. Nghi ngờ chiếc xe máy kể trên là tài sản cướp được từ nạn nhân nên cơ quan điều tra đã tiến hành truy thu. Qua chứng thực thì đây chính là chiếc xe máy chị Yến sử dụng khi rời nhà vào sớm ngày 23 tháng 9. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ về cái việc hành trình, lộ trình trên các cái phương tiện giao thông. Cái thứ hai là kiểm tra các cái khu vực nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn. Thì cũng nổi lên là cái thời điểm là Hà Giáo Viễn cũng có ở nhà trọ, nhà nghỉ. Cái thứ ba là cái điện thoại liên quan đến cái tang vật của chị Yến bị mất. Với là cái xe. Thì hiện tại cái thời điểm mà chúng tôi phát hiện là có liên quan cái tình cảm của Hà Giáo Viễn là một người phụ nữ tại địa phương, thì cũng cung cấp chúng tôi là có bán điện thoại cho một cái tiệm điện thoại có cái đặc điểm tương đồng là phù hợp với cái điện thoại của chị Yến. Đó, chúng tôi đã mời những người có liên quan biết việc cái việc bán đó, thì chúng tôi thu thập cái tài liệu là cái điện thoại là phù hợp với cái điện thoại của chị Yến. Cái thứ hai là cái xe máy là cái phương tiện mà chị trước khi chị Yến đi thì có gửi tại bến xe miền Đông, thì là chị Yến khi mà chết mất tích thì là có người đến lấy cái xe đó mang đi bán, thì là mà không phải gia đình của chị Yến. Đó là chúng tôi lúc này chúng tôi thiên về nhận định là giết người cướp tài sản hơn là cái nhận định về che giấu cái hành vi tội phạm về cái tình cảm cá nhân. Kêu taxi vô đón, thì em mua giày lại mới vô chiều cổ lên. Qua hơn đấu tranh là hơn 10 tiếng đồng hồ thì đối tượng Viễn đã phải thừa nhận hành vi là giết chị Đặng Thị Yến. Thời gian lên thành phố Hồ Chí Minh học tập, Viễn A Dua theo một số bạn học thử chơi ma túy đá. Nhưng không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, anh ta đã trở thành nô lệ của làn khói trắng. Số tiền của gia đình chu cấp để trang trải cho việc học không đủ gánh gồng thêm những cơn thèm ma túy ngày một nhiều. Để có tiền mua ma túy, Viễn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Yến. Lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cô giáo dành cho mình, Viễn dụ Yến về thăm nhà Di Linh. Nhưng thực chất đã lên kế hoạch sát hại Yến hòng chiếm đoạt tài sản. Không mảy may nghi ngờ, Yến gửi xe máy của mình tại bến xe miền Đông, rồi sau đó cùng Viễn lên xe khách về Di Linh.
Sau khi sát hại Yến, Hà Giá Viễn đã dựng hiện trường giống một vụ treo cổ tự tử, rồi rời khỏi hiện trường cùng với tài sản có giá trị và các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Chiếc điện thoại của nạn nhân đối tượng bán cho một cửa tiệm tại Di Linh được hơn 1 triệu đồng. Với số tiền có được, Diễn bắt xe quay lại thành phố Hồ Chí Minh rồi đến địa điểm nạn nhân gửi xe máy để lấy xe ra. Tiêu hết tiền bán điện thoại, đối tượng nhờ một người bạn học bán nốt giúp chiếc xe máy được 4 triệu. Toàn bộ số tiền cướp được từ việc bán các tài sản của nạn nhân, Viễn dùng mua ma túy, trả tiền thuê trọ trong những ngày chạy trốn cơ quan điều tra. Sau quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã kết luận Hà Giá Viễn phạm vào tội giết người, cướp tài sản và đề nghị Viện sát tỉnh Lâm Đồng truy tố Hà Giá Viễn về tội hai tội danh là giết người và cướp tài sản. Với hai tội danh giết người và cướp tài sản, Hà Giá Viễn đã bị tuyên tử hình trong cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Điều động lại trong vụ án này đối với tôi á, là Hà Giá Viễn là sinh ra trong một cái gia đình thực tế là cũng không phải là hoàn hảo, bố mẹ cũng bỏ nhau và Viễn là từ nhỏ đã được ông bà là nuôi dưỡng, nhưng quá trình ông bà thì cũng không thể nào mà thay mặt cha mẹ để thường xuyên là giám sát cũng như là cùng con cái để bước trên con đường thành công của con gái. Thì quá trình ở với ông bà thì không được sự giám sát chặt chẽ của ông bà nên Viễn đã đua đòi là theo bạn bè, là ăn chơi trác táng và cũng dẫn đến cái việc chính cái từ và nghiện ma túy, và chính cái việc mà nghiện ma túy thì Viễn mới sinh ra ý định là để giết chị Đặng Thị Yến để cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và cái việc sử dụng chất ma túy. Sau hơn 3 năm bị giam giữ trong buồng biệt giam dành cho tử tội, cuối năm 2018, đối tượng đã phải thi hành bản án tử hình để trả giá cho tội lỗi đã gây ra. Vẫn biết, kết cục bi đát này phần nhiều do đối tượng tự chuốc lấy. Nhưng giá như những người làm cha làm mẹ sống có trách nhiệm, làm tròn bổn phận với núm ruột của mình, không đùn đẩy việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con trẻ lên vai những người già, thì rất có thể tội ác đã không diễn ra. Người đầu bạc giờ đã không phải nhỏ lệ vì kẻ đầu xanh, và xã hội sẽ bình yên hơn rất nhiều. Vợ chồng chị Hiền có giấy cà phê ở lâm trường 102, lâm trường Yaun, xã Cru Amun, huyện Ea Leo. Vào những ngày cần chăm sóc cà phê, anh Biên chồng chị Hiền thường ở lại dãy, lo tưới nước và làm cỏ cà phê. Đến 4-5 ngày không thấy về nhà, chị Hiền nghĩ chắc là ngoài dãy có nhiều việc nên không để ý. Thế nhưng gọi điện máy không được. Lo lắng, chị đi tìm chồng. Sáng ngày 31 tháng 10, chị Hiền lên đến rẫy nhà mình. Nhưng kỳ lạ, bao trùm là không gian vắng lặng. Gọi điện cho chồng không thấy anh bắt máy. Chiếc xe thường dựng ở ngoài chòi bỗng biến mất, trong khi cửa khóa bên ngoài. Hé mắt qua khe ván gỗ, chị Hiền thấy chăn màn ủ thành đống ở trên giường. Cảm thấy điều bất thường, chị đã gọi người thân mang đèn pin tới. Soi vào trong nhà thấy một bàn chân người thò ra ngoài. Quá hoảng hốt, chị Hiền nhờ người phá khóa. Nhận thấy người ủ kín trong chăn màn không phải ai khác mà chính là anh Biên chồng của mình, trong tình trạng toàn thân đã bốc mùi với nhiều vết thâm tím trên mặt. Máu khô vón cục khắp trán. Nhận thấy cái chết của chồng có nhiều điểm nghi vấn, nghi là bị sát hại, chị Hiền đã báo lên chính quyền địa phương. Tối hôm trước phát hiện ấy thì là cậu điện về cho thì bảo là mấy ngày hôm nay tôi không, em không gặp anh Biên rồi. Thì sáng hôm sau thì em mới từ nhà bên kia về đến đây thì 8 giờ thì gọi anh Biên ơi, anh Biên à, nhưng không thấy anh thưa. Thế ngó vào trong nhà thì xe cũng không thấy rồi. Thế lại thấy khóa cửa, nhưng mà
hôi, mùi hôi lắm rồi. Thế em mới lay quay đi xung quanh nhà tìm cách ngó vào nhưng mà cũng không thấy. Về sau em đi tìm mái được cái cần cây câu nhỏ nhỏ, em mới đẩy cái chiếu, thấy cái chiếu đè lên là em đẩy ra thì thấy lòi chân ra, thì em mới gọi anh em rồi gọi họ hàng, lúc đấy em mới phát hiện. Ngay sau khi nhận được thông báo, công an xã Cư Amun đã lập tức cử lực lượng đến chòi cà phê của vợ chồng anh Biên, chị Hiền để xác minh và làm công tác bảo vệ hiện trường. Đồng thời gấp rút báo cáo lên công an huyện Ea Leo để cử bộ phận chuyên trách về điều tra phá án. Sau khi nhận được tin báo của gia đình, rồi công an xã chúng tôi đã tổ chức bảo vệ hiện trường và báo cáo thông tin này về công an huyện. Dù vùng sâu vùng xa nhưng chúng tôi không quản ngại khó khăn tổ chức lực lượng đến đây. Rồi sau khi xác minh vụ việc đó rồi thì coi như chúng tôi bảo vệ khu vực hiện trường. Nhận được tin báo của công an xã Cư Amun, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an huyện Ea Leo đã gấp rút báo cáo về công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị hỗ trợ lực lượng phá án. Mặt khác, công an huyện Ea Leo nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập những thông tin ban đầu về vụ án. Sau hơn 3 tiếng làm việc, hội đồng khám nghiệm nhận định sơ bộ, anh Biên đã bị hung thủ dùng búa bổ củi đập vào đầu nhiều lần dẫn đến tử vong, rồi dùng chăn màn cuốn lại trên chiếc giường phản trong rẫy trước đó hơn một tuần. Ngay sau khi tiếp nhận được cái tin báo của lực lượng công an xã Cư Bông về một vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại địa bàn thôn 10A xã Cư Bông, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì lực lượng công an huyện Ea Leo mà trực tiếp và tập thể lãnh đạo công an huyện Ea Leo đã tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành vào hiện trường. Ngay sau khi mà triển khai thì lực lượng hình sự của công an huyện đã có cái báo cáo sơ bộ về cái nội dung vụ việc cho lãnh đạo công an huyện. Thì lãnh đạo công an huyện cũng đã triển khai các cái bước nghiệp vụ ban đầu. Vụ án này xảy ra là tại cái vùng sâu vùng xa, tức là ít người đi lại với lại dân cư thưa thớt, xe ô tô không vô được. Thì sau khi nhận được tin báo chúng tôi đến thì hiện trường thì tử thi là đang trong giai đoạn thối rữa và phân hủy, rất là khó cho công tác mà thu thập dấu vết cũng như là xác định được vụ án. Kiểm tra tài sản trong nhà, phát hiện thủ phạm đã cướp đi một số tài sản có giá trị là chiếc máy Sirius, một cơ lóc, một máy cắt cỏ. Đây chính là những mấu chốt quan trọng để truy tìm hung thủ gây án. Bằng các nghiệp vụ cơ bản, cơ quan điều tra đưa ra nhận định mang tính chất bước ngoặt trong quá trình khám phá vụ án. Có nhiều khả năng hung thủ gây án là người quen biết và thân thiết với gia đình. Nhận định này thể hiện ở chỗ không có nhiều dấu vết để lại tại hiện trường, cho thấy sự chống cự của nhiều nạn nhân. Điều đó cho thấy thủ phạm phải là người quen biết với gia đình nạn nhân và thường hay lui tới đây. Vì thế nạn nhân không có nghi ngờ hay cảm giác gì. Hướng điều tra chỉ ra thì ở đây chúng tôi xác định có thể là các đối tượng là nghiện hút hoặc các đối tượng là tù tha về ở quanh cái khu vực hiện trường. Do đó là tổ công tác là chia ra một mũi là xác minh quanh cái khu vực hiện trường và dựng lên các đối tượng nào là nghi vấn về cái thời điểm trước hoặc sau khi vụ việc xảy ra. Với những nhận định từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng triển khai các mũi công tác lên đường truy tìm hung thủ gây án. Một mũi trinh sát được cử đi điều tra các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, từ những người họ hàng đến mối quan hệ bạn bè của cả anh Biên và cả chị Hiền. Một mũi trinh sát khác xác minh các thành phần vãng lai hay đến làm công trong khu vực gia đình nạn nhân sinh sống.
Một mũi công tác khác thì lập tức được cử đi xác minh tại các điểm cầm đồ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng mua bán xe máy. Vì nghi ngờ hung thủ có thể đưa các tài sản cướp được ở nhà anh B đi tiêu thụ. Những tin tức diễn biến, dù là nhỏ nhất, đều được các trinh sát liên tục báo về ban chỉ huy. Thời gian trôi qua, song chân tướng về kẻ thù ác vẫn còn rất mờ nhạt. Hàng chục đối tượng nổi trên cả địa bàn huyện Ea Leo đã được cơ quan công an hỏi thăm đến nhưng chưa tìm được hung thủ. Các đối tượng nghiện ngập là mục tiêu được đặc biệt quan tâm. Vì những hành vi giết người dã man từ vụ án này rất có thể xuất phát từ bản năng thú tính ở các đối tượng tệ nạn xã hội. Tổ công tác xác định chiếc xe máy và các cái vật chứng ở đây là cái mấu chốt quan trọng để rồi mà để cho tập trung mà chúng ta xác minh làm rõ để làm cái căn cứ để mà triệt phá cái vụ án này. Lúc này tổ trinh sát đi xác minh ở các tiệm cầm đồ báo về đã tìm ra chiếc xe gắn máy mang nhãn hiệu Sirius anh Phùng Văn Biên hiện đang nằm trong một tiệm cầm đồ thị xã Buôn Hồ. Chủ tiệm cầm đồ đã cung cấp cho cơ quan điều tra một số thông tin quan trọng liên quan đến đối tượng đã mang xe đến cầm cố. Qua công tác xác định, quần chúng báo tin và tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã tập trung vào một người đàn ông. Cách đó một tuần đã chạy chiếc xe máy chở theo sau một số thứ như là cưa lắc và máy cắt cỏ đi từ xã Gruamun ra quốc lộ 14. Thông tin về người đàn ông này với các đặc điểm nhận dạng có nhiều nét trùng khớp với thông tin của chủ tiệm cầm đồ cung cấp. Vậy người đàn ông này từ đâu đến? Y đã có tiền án tiền sự hay chưa? Có mối quan hệ với những ai tại địa phương? Đây là câu hỏi mà các điều tra viên đã đặt ra để giải đáp. Vẫn là công tác vận động quần chúng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ. Sau khi trinh sát khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn, kết hợp với việc tra cứu căn cứ tội phạm mà công an đang lưu giữ, một đối tượng có tên là Đàm Ngọc Duy, sinh năm 1988, là người cùng thôn với vợ chồng anh Biên, chị Hiền, được đưa vào tầm ngắm của các điều tra viên. Tuy nhiên, làm thế nào để chứng minh được Đàm Ngọc Duy phạm tội lại là một điều không hề dễ dàng. Thật bất ngờ, Đàm Ngọc Duy, đối tượng có tiền án tiền sự, đã biến mất tại địa phương 4 ngày nay kể từ khi công an phát hiện ra xác chết trong chòi rễ cà phê. Lập tức Đàm Ngọc Duy trở thành nghi can số 1 cần phải tập trung lực lượng vây bắt. Sau khi tiến hành sàng lọc xác minh thì có một thông tin của quần chúng cho biết là vào cái buổi trưa ngày 23 tháng 10 năm 2013 đó, là có đối tượng Đàm Ngọc Duy là ở thôn 10 xã Cư Mông và làm rẫy ở gần cái hiện trường. Thì thông tin là thấy đối tượng Duy là đi chiếc xe Sirius màu đen rồi chở phía sau là một cái máy cưa lốc với lại một cái máy cắt cỏ. Thì từ cái thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp như vậy thì tổ công tác chúng tôi đã nhanh chóng là xác minh truy tìm đối tượng Duy. Cái thông tin mà sau khi mình đã xác định được đối tượng Duy rồi thì sàng lọc các mối quan hệ thì xác định là Duy có một người bác ở xã Bình Thuận, xã Buôn Hồ. Thì đồng chí Phan Thanh Cường đã triển khai cho tổ công tác là nhanh chóng đến nhà người đó để truy bắt đối tượng này. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2013, lực lượng trinh sát bao vây toàn bộ khu nhà nghỉ được xác định là nơi Đàm Ngọc Duy và bạn gái đang trú ẩn. Với tinh thần khẩn trương phá án, không để lọt lưới tội phạm, lực lượng vây bắt bao vây toàn bộ khu nhà nghỉ được xác định là nơi đối tượng Đàm Ngọc Duy đang trú ẩn. Nhanh gọn, kịp thời và không để lại bất cứ thương vong nào, các trinh sát đã khống chế được đối tượng Duy ngay tại nhà nghỉ và đưa về cơ quan điều tra để xét hỏi.
Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ cùng lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng Đàm Ngọc Duy không thể chối cãi mà buộc phải cúi đầu nhận tội toàn bộ tội ác của mình. Đàm Ngọc Duy vốn là một kẻ nghiện ngập nặng, trẻ tuổi nhưng không chịu tu trí làm ăn. Duy bán mình cho những cuộc vui tệ nạn. Cũng chừng ấy thời gian kiếm được đồng nào, hắn đều đốt vào làn khói trắng. Có bao nhiêu tiền hắn đều nướng hết vào đấy. Trong nhà có bao nhiêu của nà hắn đều mang đi bán lấy tiền. Ở thôn Kriamun, Đàm Ngọc Duy là đối tượng nằm trong danh sách đen của địa phương, là nỗi ám ảnh của bà con nghèo cả đời chỉ biết trông chờ vào nương rẫy và mấy khoanh cà phê cao su nơi đây. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần đột nhập nhà hàng xóm để trộm cắp, Duy đã bị tóm gọn. Trong lần này, Duy bị Tòa Nhân dân huyện Ea Leo xử phạt 1 năm tù giam. Sau 1 năm thi hành án phạt, cho đến tháng 3 năm 2013, Duy mãn hạn tù trở về địa phương. Ai nấy đều trông mong hắn từ bỏ cái lối sống phóng túng trước đây. Nhưng cú ngã đau đấy dường như chưa đủ để làm Duy thấm thía. Hắn tiếp tục trở về với làn khói trắng ma mị. Tiếp tục là nỗi ám ảnh của người dân làng Kriamun. Sáng ngày 23 tháng 10, Duy nhờ bạn chở xe máy từ nhà vào rẫy của gia đình ở tiểu khu 102 lâm trường Yanin, cách đó hơn 10 cây số. Đợi bạn quay xe trở về, Duy một mình vào rẫy, nhưng thay bằng việc vào rẫy nhà mình, Duy vòng sang rẫy nhà anh Phùng Văn Biên. Thấy anh Biên đang làm rẫy một mình, xung quanh bốn bề yên ắng, hắn vờ hỏi xin thuốc của anh Biên. Sau đó bỏ đến rẫy nhà hắn ngủ một giấc đẫy cho đến gần trưa. Duy cầm một chai rượu, khoảng 1 lít, mang sang chòi rẫy của anh Biên mời uống. Vốn là người thật thà, thấy hàng xóm cầm rượu sang, anh Biên niềm nở dọn cơm mời Duy ăn trên chiếc giường bằng gỗ ở trong nhà chòi. Cơm rượu xong xuôi, anh Biên bảo Duy cùng nghỉ để lấy sức rồi chiều làm rẫy tiếp. Nói xong, anh ngả luôn ra giường. Nhân lúc này Đàm Ngọc Duy lấy chiếc búa bổ củi, rồi đi vào chỗ anh Biên đang nằm, dùng búa đập vào đầu anh Biên. Bị đau, anh Biên tròn tỉnh giấc, van xin Biên dừng tay. Nhưng như con thú điên lên cơn khát mồi, Duy liên tiếp dùng búa chém vào đầu và mặt của anh Biên đến khi anh ngã gục và bất động tại chỗ. Kiểm tra xác của nạn nhân, chắc chắn anh Biên đã tử vong. Duy bình tĩnh lấy cho sát vào vũng máu, rồi lấy chăn màn quấn quanh xác anh Biên. Sau khi giết anh Biên, Duy lục lọi căn chòi và vơ vết toàn bộ những món đồ có giá trị, bao gồm một chiếc xe máy hiệu Sirius, điện thoại, một chiếc cơ lốc, máy cắt cỏ. Không quên mang theo giấy tờ xe và chứng minh thư của anh Biên và khóa cửa cẩn thận để người ngoài đinh ninh là anh Biên đi vắng, rồi lên xe tẩu thoát. Khi đã có món đồ ăn cướp được, Duy mang chiếc cơ lốc và máy cỏ bán cho một gia đình nông dân gần đó với giá 700.000 đồng. Bán điện thoại cho một cửa hiệu được 200.000 đồng. Còn chiếc xe máy, hắn mang ra tiệm cầm đồ cùng giấy tờ thuộc quyền sở hữu của anh Biên được 10 triệu đồng. Cầm được số tiền bán được, Duy đốt sạch vào làn khói trắng. Sau đó Duy bắt xe về thị xã Buôn Hồ thuê một nhà nghỉ nhỏ và rủ thêm bạn ở đây để tận hưởng cuộc sống lúc đang có tiền trong túi. Đêm 31 tháng 10, khi đang trong cơn ảo giác, Đàm Ngọc Duy bị cơ quan công an tóm gọn. Cho đến khi áp giải về cơ quan công an huyện Ea Leo, hắn mới bừng tỉnh và biết tay mình đã bị tra vào còng số 8. Em nghiện ma túy từ năm 2012, xong em đi trại từ năm 2012, 29 tháng 3. Rồi em ra trại từ năm 2013, 29 tháng 3. Xong rồi em về nhà làm thấy làm ruộng được 3 tháng rồi em nghiện lại. Xong rồi nghiện lại, một ngày em dùng hết 300, em hết tiền xài, mới nảy sinh ý định là cùng giết ông anh Biên ở gần thấy để lấy xe máy với một cái điện thoại.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tích cực bám sát hiện trường, bám sát địa phương, các thôn bản, xã tiến hành đồng bộ nhanh chóng các biện pháp nghiệp vụ và cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo đã khám phá thành công vụ trọng án này, đưa hung thủ ra đền tội trước pháp luật. Kết quả này đã góp phần giải tỏa phần lo lắng, bất an của người dân ở xã Crua Mun và làm xoa dịu bớt nỗi đau gia đình người bị hại. Những nguồn khúc của vụ án đã được đưa ra ánh sáng, nạn nhân đã có thể an lòng nhắm mắt. Bây giờ gia đình tôi con trẻ bị mất như thế thì công an xã, công an huyện, công an tỉnh thì coi là làm bắt được đối tượng, thì gia đình cũng rất cảm ơn để xử những con người đã dã man để mà giết như thế. Chúng tôi thì coi là mong muốn thì coi là nhà nước thì coi là xử thì cho nó đúng luật của nhà nước. Kinh nghiệm điều tra các vụ án trọng án giết người hoặc giết cướp nói chung và nhất là các vụ án giết cướp ấy, thì chúng tôi rút ra rằng là cái điều đầu tiên ấy, là ngay ban đầu là cái khâu tổ chức khám nghiệm tại hiện trường mà trực tiếp là phải có lãnh đạo và có hoặc là thủ trưởng ban điều tra hoặc lãnh đạo đơn vị lãnh đạo xuống trực tiếp hiện trường để cùng tổ chức khám nghiệm hiện trường với điều tra viên điều tra viên để một cái chỉ đạo kịp thời. Điều thứ hai nữa là sau khi khám nghiệm xong, tổ chức khám nghiệm hiện trường thử thi xong thì phải tổ chức họp ngay, họp ngay để mà chỉ đạo các cái mũi điều tra trinh sát để mà tập trung theo cái dấu vết truy xét dấu vết nóng. Cái thứ ba nữa là phải kịp thời là phát động quần chúng, kịp thời phát động quần chúng để mà nắm thu bắt thông tin. Trong những cái thành tích đạt được của lực lượng công an Đắk Lắk nói chung và của lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng ấy, thì cái vai trò của quần chúng nhân dân là rất quan trọng. Qua cái thực tiễn phòng ngừa, tổ chức đấu tranh với các cái loại đối tượng đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ấy, thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của nhân dân đóng góp rất tích cực trong cái vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh và đặc biệt là trong các cái điều tra khám phá giải quyết các cái vụ án hình sự, thì vai trò của quần chúng đã hỗ trợ cho lực lượng công an, có cung cấp nhiều cái nguồn tin cho lực lượng công an rất là tích cực.